Rồi hôm nay là Trọng Hoàng sẽ, cô Bắp sẽ nhận một chiếc Suharte của chú này. Thứ nhất là xe ra khói, là làm lại dàn hơi. Thì xe này chú nói mua lại thôi, nhưng mà chú này là em yêu khoa học nha. Thì cảo cái hoa lăng này không ra, là rút cuộc mình lấy cảo của mình cảo ra rồi nè. Cảo là mình cho anh em coi cái cảo của chú luôn nha. Để biết là cái hoa lăng Suharte này rất là khoai nha, nó 2 tầng. Đó, cho nên là rất là khó cảo. Đó, đây cảo nó răng to nè. Đây là cảo của chú nè, là cảo dặn mấy răng ngoài bị hư là mình phải chuyển lại. Rồi để mình lấy cái cảo của mình cho coi ha, mình cũng còn mấy cái cảo này luôn. Nói chung là cảo mà bèo bèo là không ra nổi cái hoa lăng này đâu nha. Rồi thì đây là cái cảo và Attila FI nè, răng thuận của Attila FI với lại Suharte nè. Cảo này mới ra cảo ra nổi nha, còn cái cảo này là rất là mềm nha. Đó, thì sẵn là xe ra khối thì chú kêu làm luôn. Chủ yếu là chú xuống đây cho mình cảo qua lăng ra, là nó xe ra khói thì làm luôn ha. Đó thì vậy. Rồi cho anh em coi cái bên phía bên qua lăng của nó nè. Thì cái thao đề của nó nè, thao đề đó là xài bạc thao nè. Nó có xẻ rảnh rồi là xài như thế này là rất là ngon nha. Máy su X-Bay rồi nó cũng xài kiểu này, với lại Acelo. Rồi cảo qua lăng này mình có bán nha. Anh em nào máy thì liên hệ cho mình. Thì cảo này mới cảo ra đổi mấy xe này thôi. Rồi anh em coi cái qua lăng đó nè. Rồi để rồi mà bốt ròn riết rồi, thì giờ mình đang giữ số điện thoại của chú này. Thì chú này em yêu khoa học thôi. Đây nè, đây nè cái hoa lăng đó, cái răng hoa lăng là khác nhà răng bề ngoài. Đây là cái răng cánh quẹt là ngoài cô, còn hoa lăng là nằm trong nhớt nè. Rồi sinh cam nó không biết bao nhiêu mắt đây, mà sinh cam dùng anh em đè muốn gần đụng luôn rồi nè. Còn ngoài đây là sơn kéo bơm nhớt giống như là mấy thằng Alac rồi nha. Rồi bây giờ là đồng độ của mình, đây là có lưỡi hái tử thần nữa nè. Đây còn lưỡi hái tử thần, lắc lắc nó lên đi. Ở đây nó có cái lưỡi hái tử thần đó, cái búa đó để giảm áp đó. Rồi nha, giờ tháo ra thì có thể là báo chú là thay sinh cam luôn, chứ xe này là không thay là dùng lắm rồi ha. Rồi kiểm tra rồi lại thôi, đây có cái áp bích tông nữa nè. Rồi nha, rồi cho trong quá trình mình làm thì mình sẽ nghiên cứu sau. Rồi rồi xe này thì tháo cái vít thì ra, tại giờ là thay cam cò luôn. Tháo này ra, hai giờ mình tháo đầu ra thôi. Mình tháo đầu ra thì mới lấy cộng sên ra được. Rồi vậy đi. Đây là có hai ốc bên phía này. Rồi, cái này là đang đặt cái máy lượng nha anh em. Xe này là có cái lưỡi hái tử thần nè. Đó. Lưỡi hái tử thần. Rồi đã tiếp anh ráp rồi đó. Rồi chiếc hai gì? Chiếc thay da tơi này là mình sẽ ra cái dàn đầu nha. Đầy ốc bắt cũng siêu đẳng lắm nè. Quay cho anh em coi nha. Hai con tán nè. Đây một con bắt xuống nữa nè. Ha, là con bên hông lồng nha. Nó có cái nguyên lý giống nhau mà, xe máy là nó giống nhau. Sáng ông cạo qua lăng rồi không được, ông mới đem xuống đây. Không được. Nói chung là không đánh nổi. À, có nhớ rồi, không có nhớ rồi. Công việc thì rất là nhiều nhưng mà cố gắng quay clip rồi cho anh em coi được ha. Này đóng sơ mi á, thay cái nắp nè, con ốc cái nắp vuông nè. Xe này là có dấu hiệu là dư xăng này nha. Đó, buồn đốt nó rất là đen nè.
đút đầu với lát ra luôn, đút nồng luôn ha. Thì thầy là chú này, ôi xe bị xước bít tông rồi nha anh em, để quay cho coi ha. Nè xe bị xước bít tông rồi anh em coi nè, đúng anh em thấy chưa, đó bị xước bít tông rồi. Đó, giờ mình lấy bít tông ra thôi, còn vừa ra khối là phải rồi. Rồi ok, dưa anh đừng có lắc không. Rồi có gì mình báo khách lần luôn, xe này sinh cam rất là dùng, bít tông là sấy cốt khác thôi, với lại coi cái bơm vớt lại tại sao nó lại bị xước bít tông vậy thôi, nói chung là vậy đi, chưa biết nói vì sao vậy. Rồi, xe này tại sao là đi làm đồ rồi, tại sao khách lại cảo qua lăn ra mà cảo không được ha, thì mình nói sơ thôi. Thì xe này là nó ăn cái dòng đời có tới đây à, chứ ổ bi đời này không phải hư, thì chú đây sợ hư ổ bi đời thôi. Ở đây là lý do mà nó ăn có một mét này thôi nè, một ít nè, anh em coi kỹ à. Đó, nó ăn cái dòng đời vô có một miếng thôi. Rồi cái dĩ đời này, cái độ rơ so với cái hoa lăng á, độ rơ dứt dơ đến ra rất là nhiều, là lý do là nó đóng nó nhông chưa thì này ngược nè, bảo đảm là đóng cái nhông chưa thì này ngược. Thì bây giờ là mình có đồ cảo nhông chưa thì mình sẽ cảo nhông này ra luôn, rồi mình sẽ đóng ngược cái đầu lại, thì nó sẽ có cái côn lên đây. Ở đây là sát đây nó không có côn nè, đây nó còn cái răng này kéo bơm vớt nè, thì mình sẽ đóng ngược trở lại thì nó sẽ ok, mình nghĩ nó sẽ ok nha. Đó tại sao mà đó là mình tìm ra cái lý do như vậy ha. Đó nè, đó thì không biết thợ tiện đóng. Rồi trở lại với chiếc xe của anh này, thì xe này mà mình đã sấy lồng rồi nha, bạc rồi đầy đủ nè, xe hai gia tơi anh em ơi, đó bạc xây lồng là đầy đủ nè, thấy chưa. Thì cộng sinh cam nó dùng quá, mình sẽ thay một cộng sinh cam mới, với lại xe này chú đề không được, hôm bữa mình cũng đề cập rồi á, thì mình sẽ cho anh em coi luôn nha. Rồi nồng rồi thì sấy lại ok rồi, xúc bắp rồi sấy sạch sẽ rồi đó, giờ mình sẽ ráp dần đó, với lại mình cho anh em coi cái phần này cũng quan trọng đối với chiếc hai gia tơi. Anh em nào mà làm dùng xu thì anh em nghiên cứu à, chứ mình cũng nói chung là người ta nói là nó mòn hai cái cây nhôm đấy chịu cái dĩ đề á, còn anh em coi coi sao nha. Đây là ron lốc đời, mình sẽ thay cái ron mới nha, cạo ra thay cái ron lốc đời mới. Rồi bạc rồi ha, lồng thì sấy hết rồi đó anh em. Rồi trái bê tông cũ nó lấy ở trong cái bịch trắng đó cho anh coi 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 coi, còn phe chổng không, mình nại ra rồi hả, nãy hết rồi nè, bạc mới nha anh em. Xe này lên cốt 1 nè, để cho anh em coi nè, 0.25 nha. Rồi thì bít tông này là bữa giờ là hình cánh chim này là mình thay là rất là ok, cho nên là không có phản đâu, cho nên là mình rất là cái nồng cánh chim này cũng rất là tốt, cho nên là mình không có phản nha, cho nên mình không có sợ. Đây là mình mua bít tông là nó có cái ắc luôn nha anh em, đó là sấy lồng rồi thì mình vô thôi à. Rồi kiểm tra cái độ rơ của ắc so với cái tay dên càng tốt, nói chung là càng kỹ càng tốt thôi, đỡ phản. Rồi xe này thì bị xước bít tông, cái trái bít tông cũ chế con cũ của nó nặng. Rồi để xác định chiều của bít tông cái ha. Rồi phần này ở trên nè, rồi dấu chấm này ở dưới nha. Rồi kiểm tra là độ rơ của ắc dên so với tay dên ắc dương nè, cái này ngoài Bắc kêu bằng ắc dương nha. Đó. Ok nè, anh em lắc nha, lắc theo cái phương nè, coi còn nó có bị lắc không, với lại đẩy vô để ra là nó bám nhẹ là ok, nếu mà nó bám nặng quá là nó sẽ bị dính cái tay dên này vô cái ắc dơ ắc bê tông luôn.
Rồi vô nha anh em. Rồi gài hai phe rồi đàng hoàng nha. Thì trước khi mà vô bạc á là mình gài phe một phe một bên đi. Rồi tới hồi vô bê tông thì mình gài một phe nữa. Rồi ok ha, trái cũ của nó là bị xước rồi bỏ ra. Là cha xe này là lên cốt 1 nha. Giờ là phải bấm để siết lại bốn cái đũa đầu. Khi mình tháo ra thì bốn cái đũa đầu cái chân bu rông này nó hay xây theo lắm. Nếu mà nó xây theo thì mình siết ốc đầu thì nó có thể nó nhổ nó mau hư cái chân bu rông này. Cái chân bu rông này nó hư là do cái chân ở trong lốc này nó hư là do mình không chịu siết vô. Khi mình mở nó ra theo thì mình không chịu siết lại nha. Vậy thôi, mình kỹ thì tốt thôi. Thấy ra anh em ha. Rồi ăn gô chân nồng là gắn đầy đủ nha anh em. Rồi giờ là mình sẽ chép keo rồi mình ráp cái nồng vô thôi. Đây. Rồi nồng này là sấy được nha anh em. Để cho anh em nhiều khi anh em có hỏi thì mình nói luôn. Thì nồng này là sấy được. Vô vớt rồi nè. Rồi thì cộng sên này là anh em đếm là anh em xếp lại vậy nha. Đếm lần là 4 mắt nè anh em. Nè 4 mắt nè, thấy không? Rồi mình dâng lên 4 thôi nha. Xếp như vậy. Rồi nè. 1 nè là 4 nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. Dâng 4 là được 92 mắt nha. Thì nó bằng với sên Future Nail. Future Nail rồi su Acelo rồi nói chung là mấy cái dòng su đó là bằng sên đó nha. Đó thì đây là một cộng DD mới đó, mình sẽ thay cộng sên cho anh cho chú nha. Đó. Rồi, ok ha. Rồi ở đây là chốt lơ vết đó, chốt lơ vết nhìn thẳng lên cái chỗ này á thì cái bê tông sẽ lên hết nha. Là để canh tê anh em. Quay cho anh em coi nè. Đó bê tông lên hết rồi ha. Đó. Thì bây giờ mình sẽ lòn sinh cam vô. Rồi mình sẽ gắn đầu bò vô luôn. Thấy không anh em ha. Rồi lòn sinh cam vô. Anh em muốn lòn cái này dễ. Ở ngoài đây anh em muốn lòn đường nào là lòn. Nói chung là dễ vô anh em ơi. Lòn kiểu nào nó vô được thì vô thôi. Nói chung là này nha, ở ngoài là cái bánh nó kéo bơm nhớt, cái răng nó kéo bơm nhớt. Thì dên này là cái nhông cam này là nhông dên, cà rá dên này là nó đút chết với lại cái cốt dên luôn. Rồi anh em gõ mặt đạn ra cái lưng cái lòng trong mặt đạn nó to hơn là nó sẽ ra khỏi cái nhông dên. Rồi ha, này vô nhông cam rồi luôn chứ biết nấu thì sao vậy. Đưa cái thanh trượt hay là thằng lằn vậy đó, nói chung là tùy theo chỗ nói. Thằng lằn thập sùng rồi đó, ok nè. Cho anh em coi. Thank you.
có lồng đèn nhôm nè, nó có lồng đèn nhôm cho đừng có xịn nhất. Rồi cái này chúng mình lên xe mình xếp cứng cũng được, dớ xếp là được à. Ok, này là nó chơi ngược nha, nó chơi ngược tăng cam ngược với lại mấy thằng Yamaha với Honda. Agro nha, Agro nó dày lắm. Hai cái nhà ban ốc mà giữ cái bên cái khoang sinh cam và còn tán. Chiếc chéo góc nha. Thank you.
Rồi canh cam mà nó hơi xéo xéo vậy nha anh em. Rồi đó, là bích cái này là chốt đầu bếp lên hết nè, đó. Nhìn này. Đó, con ốc này ốc nó phải xéo xéo à. Rồi ok. Thả xuống nè. Thả. Rồi. Rồi, nó còn cái ở đây nè, nó còn cái lưỡi thái tử thần nữa. Nào. Mình gắn cái lưỡi thái tử thần luôn, này là giống mỏ của con mấy con bù nông nè. Cái này là cái lưỡi hái của mấy thằng mà dạng mà quỷ zombie rồi nè. Đó. Ngày lễ mà lễ hội ma rồi nó cầm theo nè. Đây là cái này là cái lưỡi cái mỏ của con bù nông. À, mỏ con bù nông đó nè. Đó. Mấy thằng kim bù nông. Rồi thì ở đây là cái miếng này nó bị hư rồi nè anh em, cái miếng mà chịu con chó này nè. Thì anh em có thể là thay bằng lông đờn này cũng được, nhưng mà khi anh em gắn vô á thì nó phải có độ lắc vậy nè. Khi anh em quay á thì nó phải nhả ra vậy nè. Khi mà xuống cái chiều mà nó xuống vậy nè, nó thả xuống tự do là nó phải nhả ra vậy nè. Thì khi lên này nó quắt lại là đúng. Còn cái lò xo mà nó căng quá là không được nha. Đó đó, vậy là đúng rồi anh em. Thì lúc mà anh em chỉnh đàng hoàng thì nổ garanti mới không kêu nha. Còn anh em mà nó sượng cái này là vô là nó kêu liền nha anh em. Nhớ nha. Đó nè, vậy là đúng nè. Thấy không? Đó nó hở ra vậy là đúng nè, đó. Rồi nha. Ok ha. Có thể là dùng cái này bị gãy, có thể là dùng cái lông đền cũng được, nhưng mà anh em mài lông đền sao á cho nó như thế á là ok à. Vô rồi, vậy là xong rồi nha, chỉnh cò rồi xong hết rồi anh em ơi. Rồi thì cái phần cánh quạt này là cái con cúc này, nó cái răng nó khác nè, không nó thưa đâu đi nè, nó quay cho anh em thấy cho anh em biết đó, cho nên là ở trong cốt nó cũng vậy, cho nên không phải quay cái chỗ nào nó cũng vô được đâu nha. Đó, để thua đường này này, thấy không? Rồi. Thì cái chảo qua lăng của ảnh là tự sắt đập, nó ấy ra nó không có chui gì hết, sắt SKD cho nên là nó cũng không ngon lắm, thấy không? Vậy thôi. Cho nên là chảo không có ra qua lăng. Rồi để mình ráp cái cơ cấu bơm nhớt vô là mình sẽ chỉ cái nghịch lý của nó là tại sao đời không được nha. Rồi mình sẽ cho anh em biết ha. Rồi. Rồi cái bơm nhớt nó là dạng kéo dây xích nha, thì kéo dây xích thì bây giờ là cái này là chịu vô hai hạt gô đây nè anh em ơi, hai hạt gô đây nè, nó sẽ ứng với hai hạt gô trong lốc nè. Rồi đó là thế này, mình quay như thế này, cái này xuống này. Ok ha, thì nó kéo bằng sợi dây sên nha, đâu là đó ha, đây là kéo nè, cái nhông này để kéo bơm nhớt nè. Sên này thì lấy sinh cam cắt ra cũng được, không xin gì hết, sinh dẹp bình thường thôi. Đó, bây giờ là mình sẽ vô cái bơm nhớt nha. Rồi cái bơm nhớt này thì trước hết mình phải mồi nhớt nó nha anh em, mồi nhớt nó cháy cho nó ok, cái này là vô để nó chịu thôi. Này rồi ok nha, không có gì đâu. Cái lỗ bơm nhớt gì giống trái khế của nữ quá, nam mà có trái khế ngay cổ còn biết nữ nó có trái khế ở đâu nữa. Ờ nè ha, trái khế nó xì nhớt ra nè, trái khế nè, ủa bơm nè, ủa nó xì nước bọt ra, nó giống có nước bọt mà mình vừa nước á, mình ra mà mình đó. Mãi hiện tại nó dầm kìa, được không? Được không? Rồi như vậy là màu nhớ nhắc bấm nhớ vô nha. Giờ gắn mắm nhớt cho thôi chứ giờ sao giờ. Ai còn mắm nhớt nè. Phải không? Phải.
Rồi thì xe cái chú này chủ yếu là ổng cảo qua lăng không ra ha, với lại đời không được là lý do nè, mình lấy trong đời cho anh em coi là nó ăn có tới đây à. Thấy chưa? Rồi bây giờ là mình sẽ đưa trong đời cho mình biểu diễn cho anh em coi là tại sao đời không được và mình đã khắc phục như thế nào nha. Đó. Rồi đưa qua lăng vô mới biết nhà chưa gắn chú là vết, nhưng mà mình đưa vô cho anh em coi thôi. Chủ yếu là quay cái khúc này nè nè, nè thấy không, cái này là mình chưa siết vô nha, này là anh em coi nè, là này nó lắc rất là nhiều nè, độ dơ cái đó nè, thấy chưa. Rồi thì nó lắc, thì khi mình gắn cái này vô nè anh em, đó gắn này vô ở đây nó ăn không tới cái nhông nha, rồi ở đây nhìn không thấy được, nhưng mà nói chung là cái này nó thấp quá nè, là nó không ăn vô được cái nhông này, nó thấp quá cho nên là nó ăn một miếng này nè anh em, là nó mòn một miếng là nó không có ăn lên được cái hết cái phần của cái nhông này, thấy không, không ăn hết được phần cái nhông này. Bây giờ là mình phải đun, mình phải làm canh để mình đun cái này lên miếng đó, thấy không. Rồi bây giờ mình đun là chỉ đun từ cái khúc cái nhông cái sên bơm nhớt thôi, cái sên của kéo bơm nhớt thôi, chứ không có thể nào mà đun ở trên cái chỗ đây. Rồi nè, không có thể đun trong đây được nha, thì cái ổ bị đời này sẽ sụp ra, không được, mình phải đun từ cái khúc này ra. Rồi thì nãy giờ mình bài thấy bà cố luôn rồi hả, mới được hai cái câu thì mình đã làm lại được cái này rồi. Thì có nhiều người nói là bị hụt hai cái chân nè, hai chân nhơn này nó mòn, thì cái đó mình không biết đúng hay không hay là thiếu canh gì, nhưng mà mình đã làm lại ok thôi nha. Rồi. Đây là hai cái khâu mình tiện nè, mình mài với mình tiện nè, không được công sơn là được rồi, ok nè, một cái nè, rồi đây một cái nữa nha anh em, rồi vô đây nó mới hết được mình đó. Rồi bây giờ nó vô cái dĩ đời là nó sẽ ok nè. Rơ này là cho phép rồi nè, lại nhiều lắm nha, xíu qua lăn vô nữa nó phải có rơ mới được nha anh em. Rồi nó hở lên rồi đó anh em, lại vô là không có đụng nhầm nữa là ok nha. Rồi giờ mình vô chút lô vết lại là mình vô luôn nha, vô qua lăn luôn nha. Thì vấn đề nếu mà vô thiệt thì phải vô miếng mỡ bò nha, vô mỡ bò vô cốt để vô vấn đề nó kẹp vấn đề à. Xe này giống suy đút vậy, bằng thao mà không vô là nó kẹp nha. Không bò được, không bò. Rồi đơn giản nha, mình quay vô rồi anh em ha, vô giờ là vô phải đúng chỗ lò vết rồi mới vô được. Rồi vô rồi đó, vô chỗ lò vết anh em ơi, xiết tán nha, đây nó có con tán nè, cái hoa lăng này cảo ra rất là khoai nha. Bây giờ rồi cái đầu cốt đó nè, ngoài đây là gắn cánh quẹt rồi đi, ngoài đây là có nghĩa là hai bán hai tầng đó nè, làm như là tiếp là tiếp 24 22 vậy đó, không nhớ lấy 22 24 vậy, đầu dài á. Rồi cái này cây súng luôn, bắn vô ok. Bị dữ lắm nha anh em, nó hở rất là nhiều luôn á. Rồi vậy là ok rồi, giờ mình ụp lóc vô thôi. Rồi ok, đây là ron này, ron này rất là mắc tiền nha. Đó. À, cái ron này rất mắc tiền, ban để mình chà ở đây coi. Ở đây là chủ xe chắc lúc nó tháo ra đục nó bị, nó hơi bị bà ở đây chút, cho nên mình chắc keo chỗ này hoặc là mình cà lại cái này là không phải lỗi tại mình nha, tại chủ xe nha. Đó nè, này em yêu khoa học, nhiều khi lúc nãy lấy tôi dứt đầu gõ ra nó bị. Rồi xài dứt kiểu này mới tốt,
Rồi oblock nó vô là xong rồi nha anh em ơi. Vậy là ok rồi đó. Rồi vậy là giao xe thôi. Ở này có đem cục máy xuống rồi, chủ yếu là cẩu qua lăng không ra rồi đẻ ra cái vụ làm dàn hơi luôn rồi thôi. Xe này là sướng bít tông vậy thôi. Rồi này khách là tháo ra là xiết là xiết kéo gốc của hai con là mình trả lại nha, trả lại cho khách. Rồi như vậy là đủ ốc đủ rồi rồi đó. Đây còn con cánh quạt nữa. Rồi mình gắn cánh quạt sơ lại cho khách luôn nha, trả khách đó. Ở đây thì nó cho miếng nhớt đi. Ở đây là có cái phốt cho nên là mình phải vô miếng nhớt nha. Vậy thôi. Rồi giờ là xong rồi đó, mình xây chung đúng chiều là Loni là nó vô thôi. Đó. Đó vô rồi anh em. Rồi cái này là nó kéo cánh quạt nha anh em. Rồi. Ở đây là có một cái con long đền đồng với lại một cái con tán hãm nữa.